Why don't you say anything? How are you today? I'm good. Yeah, okay, let's see. Let's just wait. Okay. Wait for me 1 minute. Okay. Now let's go. So this is your homework. So I need you to fill in the blank here. Now tell me things my needs to take and reason why, and things that my doesn't need. And tell me the reason why too. Please complete the table. Yeah. Dạ con cứ cô ra bài tập cái bài này. Ủa, cô không gửi hả? Dạ không. Cô gửi một bài à. Oh my god. Okay. Sorry. Chắc bị thiếu rồi đó. Cô nhớ là cô có gửi mà ta. Sao giờ còn mỗi một hình? Okay, we're gonna do the next one. Vậy thì hôm nay bài đó về nhà làm vẫn không sao hết. Yeah. Next one. Okay, this one we have done it. Now. Okay, for example, last lesson we learned how to talk. Well, I want to take this one because I want to take this one because now let's see. Give your reason and your advice to your friend. Lần này thì con sẽ ấm vai là người đưa ra lời khuyên chứ không phải là cái người mà có ý định mang đồ đi nữa. Bây giờ, ví dụ, your friends are going to spa. Yeah, so you said that you better take warm clothes because it's cold. Okay, number 1, 2, 3, 4. Now give something. Đi spa thì cần gì? Điền vào cho cô nào. Dạ. Yeah. So, what is the weather like in spa? Is that hot? No. Really cold. So, we need warm clothes. Do you want to take a list? Look at the list here. We have a lot of things to carry. Yeah, we have a lot of things like blankets, tent, bottled water, ball, umbrella, camera, food, compass, a lot of things like that. Or anything you think of. Something he doesn't need here. We have two kinds of advice. Mình sẽ có hai loại lời khuyên. Hai loại đầu tiên là lời khuyên gì? You better take and you, it's a good idea too. Lời khuyên nên làm điều gì đó. So it's like, nó bằng như là should vậy đó. Vậy thì mình sẽ có dùng cấu trúc như sau. Had better. Hoặc là should. Cộng với một động từ không chia. Đúng rồi, động chứ không chịu ở đây là từ take đó. Mang theo cái gì thì con tự điền vào cho cô. Rồi, còn cái cách thứ hai, thay vì mình nói trực tiếp là người ta nên cái này nên cái kia thì mình sẽ gợi ý cho người ta kiểu như là à, sẽ là một ý kiến hay nếu. Rồi, it's a good idea.
idea to cũng cộng với một động từ. Nếu là một ý kiến hay, nếu bạn muốn làm cái điều gì đó. Rồi, và vậy thì hai cái trên là nên rồi, ở dưới chúng ta sẽ nói về gì? Nhìn xem, you want it. Want là viết tắt của gì? Của gì? Want là viết tắt của gì? Viết tương lai đơn. Viết tắt của gì? Của will not. You will not, hay còn gọi là you won't need cộng với một cái gì đó, nghĩa là bạn đừng may. Cái này người ta sẽ không nói là bạn đừng mang, mà người ta sẽ dịch là bạn sẽ không cần cái đó đâu. Được chưa? You want it me. Bạn sẽ không cần tôi đâu. You want it that pen. Bạn sẽ không cần mang cái bút đó đi làm gì hết á. Because, lý do. Rồi. Trường hợp thứ hai. Người ta ít khi khuyên là trừ khi có một cái lý do nào, ví dụ như là bạn đó làm một cái gì đó có hại cho sức khỏe hay là ảnh hưởng gì đó trực tiếp á, thì mình mới hay khuyên trực tiếp là bạn đừng như thế này, bạn đừng như thế kia. Còn khi mà người ta nói về cái việc gợi ý để mang đồ hay là những cái gợi ý mà, tại vì cái việc đó nó chưa xảy ra đúng chưa? Cái chuyến đi Sapa này chưa xảy ra. Nghĩa là điều người ta đang hỏi ý kiến của mình. Mà mình không thấy người ta không cần thiết thì mình sẽ chỉ đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng thôi. Đừng có bắt là bạn đừng có cầm cái đó, bạn không được mang cái đó. Và người ta sẽ kêu là bạn sẽ không cần cái đó đâu. Hoặc trường hợp số 2, it is not necessary. Cái từ necessary học cho cô luôn. Necessary to cộng với hành động, không cần thiết để làm điều gì, nghĩa là cái từ necessary này nghĩa là quan trọng này, cần thiết nè, và bây giờ not necessary nghĩa là không quan trọng, không cần thiết, nó cũng ngang với từ important đó. Rồi, vậy bây giờ điền câu vào cho cô đi. Ủa, cô ơi. Kiểu như bây giờ cái chữ mình to quá là mình ghi trong ngoài sao không? Ừ. Cái đấy, không sao đâu. Đó. Nhớ sử dụng các cấu trúc câu này nha. Đưa ra lời khuyên. Ủa, mình đang đi Sapa mà. Ủa, tôi không tưởng là cái này là kiểu như là mình ghi thì sao mình ghi chứ. Nhưng mà con phải đưa ra, nhưng mà mình đang đi Sapa thì con phải đưa ghi sao ghi, nhưng mà nó phải có hợp lý chứ. Ờ. Thấy chưa? Đó, give advice to your partner nè, cái yêu cầu nè. Đưa ra lời khuyên cho bạn của mình về what to take, cái gì cần mang, và what not to take, cái gì không cần mang. Và sau đó đưa ra lý do, give reasons. Rồi, và lưu ý nha, it's cold. Thời tiết lạnh.
mình có thể đưa ra những cái lý do khác nhau luôn, không ví dụ không chỉ về thời tiết mà về ví dụ như là về giá cả, về kinh nghiệm mình đã đi đó chẳng hạn. Okay. Yeah. Nếu mà con lần sau viết hai vế thì con viết dùng dấu gạch chéo này. Không có thì dùng dấu phẩy, không thì dùng dấu gạch chéo luôn. Gì nữa đi du lịch thì rồi, think you want it, không cần gì, không mang gì.
Nice one. Không cần mang gì nữa. Xem không có gì mà mình có thể tìm được ở trên đó luôn, mình có thể dùng ở trên đó. Ở trên đó có, mình không cần thiết phải cầm theo. Ví dụ camera thì không thể mua được, đúng rồi. Umbrella thì cũng có thể là mình mang đi, nó tiện hơn. Blanket là ok rồi nè. Mình hãy nghĩ đến những cái nhu cầu bình thường cơ bản, ăn chơi ngủ nghỉ. Okay, so finished. I will check your answer. Okay, vậy thì những cái ý tưởng của con rất là hay. Chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi ở đây. Nhất định nó chưa phải là hoàn hảo khi mà mình đưa vào câu. Thứ nhất, ở đây người ta nhìn thấy, con nhìn thấy không? Warm clothes. Ở đây người ta đang sử dụng danh từ gì? Danh từ... số. Cái gì? Đúng rồi, danh từ số nhiều. Vậy thì khi mà con khuyên người ta về một cái vật nào đó, mà nhất là đếm được, thì con phải sử dụng cho cô xác định số 1 là một hay là nhiều. Vậy thì camera ở đây mình dùng như vậy đủ chưa hay là mình phải sửa? Mình nên thêm a camera vào cho cô. Được chưa? Tại vì mình nói camera thì nó có như là vi phạm ngữ pháp của tiếng Anh. Một là thêm S, hai là thêm A. Tại vì nó đếm được. Umbrella tương tự. Blankets. Blankets thì cũng con có thể dùng. Đối với umbrella thì mình mang một cái. Còn blanket thì con dùng A cũng được. Mà có thêm S là cũng được. Riêng với food thì chúng ta cần chỉnh sửa gì không? Dạ không. Đúng rồi, tại vì food có đếm được không? Dạ không. Đó, được chưa? Và cái thứ hai nữa là sẽ có những cái tình huống xảy ra. Tại vì ở đây con hãy nhìn vào cái điều kiện. Thứ nhất là it's cold. Thì cái việc mà nói là it's cold này thì nó hầu như gần như là luôn đúng. Tại vì Sapa thì lúc nào cũng lạnh. Nhưng mà rồi, cái thứ hai, nó khi nào cũng đẹp. Ok chưa? Nhưng có khi nào nó có phải là khi nào nó cũng mưa không? Có khi nào nó cũng ý là luôn luôn mưa, ý là như cô nói này, cold là nó cold theo cái khoảng thời gian là gần như cả năm nó đều cold. Beautiful cũng vậy, nhưng mà rain thì sao? Nó chỉ lâu lâu mưa hay là nó mưa lâu lâu thôi, đúng không? Vậy thì ở chỗ này mình sẽ đưa ra cái nguyên lý, cái dự đoán cho cô. You
It's a good idea to take an umbrella because it's... Mình sẽ dùng cho cô hai cái dự đoán cho cô. Đó là maybe. Maybe cộng verb hoặc là it will cộng verb. Vậy thôi. Sẽ, bởi vì sẽ có thể có mưa. It's maybe rain hoặc là thay vì nói thẳng luôn là it will. Sorry, cô nhầm cái. It will rain. It will rain. Hoặc là nếu con sẽ sử dụng will khi mà ví dụ như là con xem dự báo thời tiết tiết á, con thấy là à bạn mình đi vào 3 ngày tiếp theo, đúng chưa? Thì mà mình xem dự báo thời tiết thì người ta nói là 3 ngày nữa là có mưa, cho nên là mình sử dụng will khi mà mình chắc chắn về về điều đó. Ok? Còn nếu không á, nếu là con đoán mò thôi hiểu không? Nghĩa là con bảo là nếu nó có thể mưa đấy thì mình sẽ dùng it may be rained. Nó có thể mưa đấy. Nghĩa là cái trường hợp này thì mình không có xem thời sự và mình chỉ có đoán thôi. Và mình sẽ, bạn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Được chưa? Hai cách. Một cái là chắc chắn, một cái là không chắc chắn. Rồi, tương tự như vậy. Những cái nào chắc chắn nào? You won't need a blanket because... con dùng we ở đây nghĩa là con đang đi với bạn hả? Ở nhà con đi với bạn đúng không? Vậy thì chỗ này... Mình sống ở trong khách sạn là mình đã book phòng trước chưa? Ok, cái chủ ngữ không sao hết. Mình đi lên trước khi mình đi du lịch thì mình sẽ thường book phòng đúng không? Vậy thì chỗ này mình sẽ nói là we will live in a hotel. In a hotel. Nhà, chú ý cho cô những cái chi tiết nhỏ 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 như này. Chúng ta sẽ, tại vì rõ ràng là cái chuyến đi Sapa này chưa xảy ra. Cho nên khi mà đưa ra những cái lời khuyên hay những cái dự báo thì mình cũng nên chuyển nó về cái tương lai đơn cho cô một chút. Rồi, we cũng will eat in, lúc này nhá, ở trên là a hotel, là chưa xác định là chúng ta sẽ sống trong một cái khách sạn đúng không? Nhưng khi mà khách sạn đó, mình nhắc cái khách sạn đấy lần thứ hai, thì mình sẽ dùng the, we will eat in the hotel, nghĩa là chúng ta sẽ ăn trong cái khách sạn đó luôn, nghĩa là cái khách sạn mà mình ở đó, hiểu chưa? Đó. Nhắc lần đầu tiên thì cái khách sạn chưa nhắc bao giờ, khách sạn chưa xuất hiện đúng không? Ở hotel nãy giờ chưa xuất hiện. Cho nên là mình sẽ dùng ở trước. Nhưng mà khi mà mình nhắc nó lần thứ hai rồi thì mình sẽ dùng the. Ok? Yeah. Any questions for this? Any question? Không hiểu cứ hỏi. Ok chưa? Yeah, hiểu. Hiểu là tốt. Rồi, nhớ sử dụng cho cô những cái cấu trúc ở dưới này để đưa ra lời khuyên nên và không nên làm điều gì nha. Và ngoài ra cái việc ở đây á, thì người ta dùng từ take, nghĩa là người mình đang chỉ quan tâm vào cái hành động là mang hay không mang thôi đúng không? Ngoài ra nếu mà mình bỏ từ take đi á, thì mình có thể sử dụng câu này rất là thoải mái luôn. You better sleep early. Bạn nên ngủ sớm. Đó, mình có thể sử dụng các cái hành động khác nhau để đưa ra lời khuyên nên không nên. Ok, next one. Okay, no, not this one. Okay, chuyện qua bên này. Okay, vocabulary. Match the words with the picture. Matching. Nói không? Oh, matching, matching. À, nối. Cô nghe thành nói hả cô? Đúng rồi. Thank you.
Where is Van Mill Gate? Ghi chữ để cho nó nhanh. Thôi, nói rồi ông thôi. Câu number one. Nốt nốt. Đó, number one. With. Number one Number you have. One E. 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 Number one E, so I will link for you. How about B or? B, where is B? So E go. Ừ, à. Nhưng mà you type to B, you see? Now, number one, the Temple of Literature. Ủa? Sao nó không hiện ta bật dễ sợ? À, tại sao lại bật đế nhỉ? Oh, no, no, no. This one is not. Vậy là đáp án chỗ này có vấn đề rồi, đợi có chút xíu. No, no, no. Có thể sót nha con. Con nốt rồi đã nhé. Now let me see. Rồi. So let's see. Number one with the Temple of Literature. Thiền Quang Thịnh. Well, Dr. Stone Tablet, Văn Miếu Gate, and Huế Văn Pavilion. Oh, I'm afraid that is not good. So for the first one, this one is... Đây mới là Văn Miếu Gate. Có bao giờ nhìn thấy trên Google chưa? Tại trước phải có sợ cho luôn nha. Đi xem cho nó. Coi như là mình đi cái tour này luôn. Just wait. Cái này sẽ hay đó. Được rồi. Yeah, let's see. So, ủa, bên này có matching rồi. Cô cho con xem nha. Văn Miếu Gate. Oops, sorry. So, number one with B. Yeah, this is Văn Miếu Gate. Văn Miếu và Quốc Tử Giám nó sẽ cùng nằm trong một khu di tích. Nhưng nó sẽ có hai cổng. Được chưa? Nhưng mà hai cái đó nó sẽ cùng một khu. Đấy. Văn Miếu Gate. Và sau đó là chúng ta sẽ có the temple. Con nhìn thấy không? Yes. Of which literature gate. The temple of literatures. Yes, this one. Nó là một khu rất là rộng, very large. Và khi con đi vào cái phần ở giữa thì con sẽ thấy cái well này này, thấy trong picture C của con hồi nãy. Đó là cái
Thiên Quang Tịnh. Wells. Nói là Wells nhưng thực ra nó như một cái hồ vậy đó. Nó rất là rộng, có thấy chưa? Đó, bên này là cổng của. Của gì đây? Cổng của Văn Miếu Quốc Tử Giám này. Nó là Khuê Văn Palladian đấy. Đấy. Nó rất là bự. Thấy nó bự không? Tại sao cái này ta? Sao? Ừ, cô cũng không biết. Cái này giống như là nó liên quan về phong thủy nữa. I think so. I don't know. Nó liên quan về phong thủy nữa. Nhưng thường thường khi mà ở trong một cái... Con thật để ý, sau này con lớn lên con đi các trường đại học á, cô không biết là ở trong Sài Gòn nhiều trường như thế nào, nhưng mà cô đã đi một vài trường ở Hà Nội, thì ở trong các trường đại học nó hay có những cái hồ nhỏ nhỏ. Người ta sẽ xây hồ, thứ nhất giống như kiểu để một dạng là điều hòa không khí nữa. Cái không khí nó không bị khô đó, chẳng hạn người ta vừa có thiên thời địa lợi nhân hòa. I think so. Cô không làm về mạng xây dựng nên là cô không có biết. Em Khuê Văn Please, Khuê Văn Cát nè. Sao nó giống cái kia vậy ta? Ừ, đó là một khu hết đó con. Cho nên khi mà khi con đưa ra ở trên một con search trên Google thì nó sẽ ra những cái hình rất là giống nhau. Nó là cùng một khu hết. Khuê Văn Pavilion. Đó, thấy chưa? Thấy cái giếng chưa? Đó. Đó, cái giếng ngay trước mặt. Đi vào cái cổng Khuê Văn là thấy. Sau đó con đi vào trong. Sau khi con đi cái cổng này vào là con sẽ gặp cái cổng mà. Cái cổng mà có ba chóp hồi nãy mình thấy á. Xong bắt đầu tới cái cổng ba chóp đó rồi mình sẽ tìm thấy cái Temple of Literature. Trời ơi, đó. Mình đi ra rất là nhiều cổng, rất là nhiều khu đó. Nè, con nhìn xem này. Nó rộng không? Bự chưa? Đó. Xem cái hình lớn cho nó đã. Đâu rồi, cái hình đó đâu rồi? Where's that picture? Yeah, đó. Và sau đó trong đó thì mình sẽ có the Dr. Stone tablet. Nó bự lắm nha, it's really big. To lắm á. Cô đứng không cao bằng cái này. It's really big. Đó, Khuê Văn Khát Literature. Đó, Thiền Quang Tịnh. Well. Ủa, tiếp map hồi nãy đâu rồi? Là this one. Đó, mình sẽ có thể đi từ cổng cổng này vô. This is the well. Nó là cái well mà thấy nó bự chà bá không? Bự chưa? Và sau đó có đi qua một cổng nữa. Những cái chỗ đi qua được nha. Sau đó có những cái tòa nhà ở đây này. Sau mình lại vòng ra sân sau. Đó. Really, really big. Nguyên cái khu. Dạ, nguyên cái khu này được gọi là văn. Đi cũng mọi chân phết. Nhưng mà khá là thú vị đấy. Tức là đi chơi là thích rồi. Nó dài dữ thần luôn. Đúng rồi, nó vượt ngày xưa mình giữ đất mà. Vua mà, quốc xây mà. Now let's go. Read the name in once again. À, vậy thì nhìn lại một lần nữa nè. Wow. Và sau đó mình sẽ điền cái map ra luôn ha. Ok, so we have Quang Tịnh. Well, this one. Ủa, sao nó bị mất hết chữ này? Yeah, the Temple Literature, Văn Miếu Gate. Còn một cái ở dưới nữa. Khuê Văn Pavilion. Rồi. Xác nhận lại cho cô một lần nữa nha. Sao nó lại ở dưới này? Sao mà kéo? Kỳ cục. Không kéo được. Nào, đi vào mắt cho cô nào. Number 1, 2, 3, 4, 5. Này điện sao chạy? Nhìn xem cái map hồi cái cộng nè. Number 1 này là cộng nào? Sau number 2 tới cộng nào? Number 3 là cái gì bự bự xanh xanh đây? Cái 4 này là cái gì? Đó. Cái well. Nó là cái giếng đó con.
người ta gọi là cái gì? Animal file cuối cùng là cái gì? Rồi, bây giờ cô sẽ cho con 5 cái thứ đó ra đây để con nhớ. Rồi con điền vào cho cô. Yes. Là biết chưa hết hay sao? Không. Mỗi lần mà sửa sửa xong rồi mà bấm ra cái cuối câu là nó cứ vậy hay không? Ok, understand. Mà mình đi chơi là mình sẽ đi từ số 1 vô. Xung quanh trồng rất là nhiều cây to mát lắm. Dr. Stone. Dr. Stone. Chắc là mấy cái giấy ở ngoài. Ui cha, Thiên Quang Tịnh Quang là phải số 3 chứ. Nhầm rồi. Thì con di chuyển thôi, đừng xóa nha. Sao đó cô ơi. Thì con ấy xong rồi cô di chuyển cho. Tại sao là Temple Literature vẫn là cái chỗ bốn chân mà cái khoe văn mà vẫn là cái chỗ bốn chân? What do you want to move? Con muốn di chuyển cái nào? What do you want to move? So, where is the Temple of Literature? Which number?
I can move, cô di chuyển được. Yeah, 3, 2. Trời ơi, bây giờ cho xem hình mà quên hết rồi. Bất lực. Okay. Thế rồi, can see it. Number 5. Yes. Yes, are you sure? Rồi, có chắc nha. La 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 la. Sorry, nãy không có biết rồi đây. Để con tự check. So for number one, con nhìn xem ở đây là cái chỗ mình đi vào. Những cái chỗ đi vào thì mình sẽ gọi nó là cổng. Vậy thì nó phải là Văn Miếu Gate. Number one. Number two, Huế Văn Pavilion. Yes. Three, Thiền Quang Tịnh. Well, and Dr. Stone Tablet. Yes. But the Temple of Literature is number five. Okay. Được chưa? Nhớ nha. Đã đi vào đường này, cô đã gợi ý cho đi vào đường này nghĩa là đã cho coi cái đáp án đó là cổng. Biết bạn thấy đi từ cổng chứ, đúng chưa? Có kêu là đi từ nhiều hướng thì mình có thể đi từ nhiều hướng, nhưng mà hồi nãy cô đã kêu là cái cổng mình đi vô là hướng này. Tất nhiên là con có thể đi bằng nhiều hướng, nhưng mà những đường đó là không chính thống, nó không có làm cái cổng bự như vậy đâu. Thấy chưa? Đầu tiên đi vào cổng nè, xong rồi tới Khuê Văn này đó, xong rồi có đi tham quan cái giếng, xong rồi bia, và cuối cùng là nơi học của những cái bậc tiến sĩ ngày xưa. Vì sao họ học ở đây đấy? Và là những người xịn, hoàng tử công chúa nhiều lắm. Okay. With a partner, use the preposition in the box below to describe the layout of the Temple of Literature and the Imperial Academy. Rồi, vậy thì nhìn vào cái map này và người ta yêu cầu mình làm gì? Mà ở đây chúng ta có những cái từ in front of, at the back of, behind, in the middle of, next to, between. Tất cả những cái giới từ này đều là giới từ chỉ vị trí hết. Mình học rồi đúng không? Yes. Vậy thì về nhà bài tập này, con sẽ miêu tả cho cô cái vị trí của những cái mà mình vừa điền hồi nãy. Đó, và mình sử dụng những cái từ ở trên này làm gợi ý nha. Nghĩa là con sẽ làm cho cô một cái tour du lịch và lưu ý là đi vào đường này. Đi vào đường này mình sẽ miêu tả cái gì ở đằng trước, cái gì ở đằng sau, cái gì ở giữa, cái nào ở bên cạnh cái nào. Ok? I think. Yes. Rồi. See you next week. We are finished. I know. Tomorrow. Really? Tomorrow. Mai học bù nha. Yes. Nhưng mà bài này tuần sau nộp cũng được. Nhưng mà tranh thủ nộp cái bài tuần trước cho cô đi nha. Goodbye. Goodbye, Missy. Goodbye, gì?